Chào quý vị các bạn, hôm nay Bếp Tịnh Tường hướng dẫn món bánh trung thu chay. Cái thành phần của bánh trung thu chay thì mình có bột mì, đường, dầu ăn, tất cả các loại nấm mà các bạn yêu thích, hạt như hạt điều, hạt dưa, mè, rồi mứt gừng, mứt bí, những cái loại mà mình có thể sử dụng trong cái món ăn chay. Cái phần trộn bột thì các bạn trộn, lấy cái bột mì các bạn trộn chung với đường và cái dầu ăn để cho nó đều, và trộn khi nào cho cái bột nó mịn và không dính tay. Nếu mà thí dụ như mình trộn được trước một đêm thì cái bột nó sẽ nở, nó làm nó rất là tốt. Còn nếu không thì ít nhất phải một tiếng đồng hồ để cho bột nghỉ, thì lúc đó các bạn nắn bánh nó mới ổn định cái bánh được. Bây giờ là sau khi mình trộn bột xong thì mình xử lý tất cả các loại nấm, rửa sạch và sắc sợi, vì khi sắc thiệt nhuyễn như vậy là khi mình xào nó sự kết dính của nó sẽ có và nó cũng ngon nữa. Còn cái hành baro thì các bạn sắc thiệt nhuyễn để mình phi. Rồi khi mà bắt đầu cái hành nó vừa chuyển vàng thì mình vớt ra mình để ngoài chén đi, để một hồi mình trộn cho nó dễ. Rồi tiếp tục các bạn xào. Thì trong cái phần bài này các bạn phải xào thêm nấm thì tùy. Ví dụ như mình xào cái nấm khô trước, mình sẽ xào cái nấm tươi sau để cho nó nở đều á. Mình nêm nước tương vô, tùy mình, mặn ngọt là tùy mình hết. Nêm cho dừa thôi. Đặc biệt trong cái món này các bạn phải cho cái ngũ vị hương, vì cái mùi ngũ vị hương nó sẽ giống như cái gà quay á, cái gà quay xá xíu rồi đó. Thành thử ra trong nấm này các bạn cho một miếng vô vậy là rất là thơm. Dầu hào các bạn cho chừng một muỗng canh tới 2 muỗng tùy mình, rồi mình nêm nếm cho vừa ăn. Sau khi mình xào nhân xong hết rồi, mình nêm nếm cho nó vừa rồi á, thì bắt đầu mình bỏ những cái nguyên liệu, cái gia vị mà cần có trong một cái nhân á. Thì hồi nãy cái baro mình đã phi rồi thì mình bỏ vô mứt gừng, mứt chanh, hạt dưa, mè, đậu xanh, mình trộn đều lên. Đây này, mình trộn cái này để mình làm cho nó là cái nhân chay trong cái bánh á. Nấm rồi tất cả các cái để mình trộn cho nó ngon á, cho nó vừa ăn á. Có những cái hạt vô ăn giống như là một cái món mặn vậy đó. Và thay vì mình món mặn thì mình dùng mỡ ướp đường, thì ở món chay thì mình sẽ dùng cái mứt bí. Mứt bí mình sắc nhỏ ra đi rồi mình trộn vô. Sau khi cái nguyên liệu này mình trộn rồi thì mình cho cái bột kết dính, tức là bột bánh dẻo đã rang, bột nếp mình đã rang chung với lại lá dứa để cho nó chín á. Mình bỏ vô, mình rắc chừng một muỗng thôi để cho nó kết dính cái nhân lại. Sau khi thành phẩm xong thì mình sẽ bắt nhân. Thì ví dụ như các bạn làm cái nhân mà một cái bánh mà 250g thì cái tỷ lệ là 2:1 × 2, nhưng mà bột chỉ có một thôi, cho nó bánh cho nó ngon. Sau khi cái bột nghỉ, thời gian nghỉ cho phép rồi á, mình nhồi lại một chút cho nó bột nó đều á, rồi mình sẽ bắt. Trong thời gian nhồi bột này á, các bạn mở nhiệt độ lò, làm nóng lò trước 10 phút, nhiệt độ 200 độ C. Cách ép khuôn cũng đơn giản lắm. Cái khuôn này các bạn bỏ vô một ít bột thôi, đừng dầu nha, đừng có dầu. Cái cục bột mà mình đã vừa mà trộn nhân xong, các bạn để vô, ém nó xuống. Lót ở dưới này một miếng giấy chống dính, các bạn để nó xuống đây, nhấn mạnh nó xuống. Sau khi mà mình bắt bánh gần như xong hết rồi, mình sẽ nướng cái hai lần nướng. Ở cái bánh trung thu mình phải nướng hai lần và nhiệt độ lúc nào cũng phải 200 độ. Nướng lần thứ nhất 15 phút,
Tuần thứ hai là mình cũng vẫn 200, lấy ra xong rồi bắt đầu mình mới phớt trứng. Nhưng mà ở bánh chay á, các bạn nên phớt ở sữa tươi á, đừng có phớt trứng. Mình nướng lần thứ hai thì mình nướng 10 phút. Cái bánh này á, mà nó muốn cho cái màu nó sậm á, và các bạn phải để cho nó thiệt nguội, và trong vòng 1 ngày đến 2 ngày thì cái bánh nó mới êm được. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn món bánh trung thu chay, hy vọng các bạn làm được trong cái mùa trung thu tháng 8 năm 2018 này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.